mẹ, lên xe đi. Dạ. Con đói bụng quá à. Bữa nay mình đi ăn gà rán đi mẹ. Bớt phiền đi, hôm nay mẹ bận lắm. Lên xe đi về. Nón nè. Cô An. Thiên Ngân. Cô An. Thiên Ngân. Bữa giờ cô An đi đâu vậy? Con nhớ cô An quá à. Con tìm cô An quá trời luôn á. Bữa giờ cô An về quê. Bữa giờ Thiên Ngân có ngoan không vậy? Dạ có. Thiên Ngân. Con biết đây là người lạ không hả? Người lạ đấy không hả? Thiên Ngân về mẹ hả? Mẹ, cô làm gì vậy? Nó là con tôi. Tôi có quyền đánh nó chứ. Cô muốn đánh nó thì cô đánh tôi đi. Cô muốn mày đánh đúng không? Không muốn đâu. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Sao mày đánh cô An? Cô An có sao không cô An? Cô không sao đâu. Cô không sao. Tôi đi qua đây. Tôi đi qua đây. Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi hả? Là cô tránh xa gia đình tôi ra. Biết đến bao giờ cô mới chịu buông tha cho anh Vũ hả? Cô vừa đánh trống vừa lại làm hả Tố Như? Cô hại người khác, cô đóng tâm lý nạn nhân hả? Thì sao hả? Thiên Ngân, Thiên Ngân, Thiên Ngân. Tôi là mẹ của nó. Nếu như mà có đi tìm nó thì là tôi, không phải là cô. Mẹ xin lỗi. Tại vì mẹ lo lắng cho con. Mẹ không muốn con tiếp xúc với người xấu. Có ai đâu với người xấu đâu. Cô An thương con mà mẹ. Cô ta giả bộ đó. Cô ta hả? Cô ta muốn bắt cóc mổ bụng con đó. Cô An đâu với người xấu. Mẹ mới là người xấu á. Không có được nói mẹ vậy nghe chưa. Một lát nữa ăn gà rán không? Có thể con mẹ. Thiệt hay không? 5 phút sau là biết à. Nghe mẹ dặn nè. Lát nữa con về á, con không được nói là mẹ đánh cô An, nghe chưa? Con biết rồi, con không nói gì hết đâu. Rồi á, con phải nói là cô An tới trường đón con đi chơi, nhưng mà mẹ không cho. Xong rồi á, cô An đánh mẹ. Như kỳ vậy. Mẹ đánh cô An mà. Con có muốn ăn gà rán nữa không? Muốn ăn á. Vậy thì phải nói nghe theo lời của mẹ dặn. Phải nói là cô An đánh mẹ. Xong rồi á, mẹ sẽ dẫn con đi ăn gà rán mỗi ngày luôn, được không? Con nhớ rồi. Mẹ đánh cô An. Con xin lỗi mẹ, con quên. Cô An đánh mẹ. Nhớ đó. Không có được mà hứa xong rồi quên đâu nha. Nghe chưa? Phải nói là cô An đánh mẹ. Lúc nãy á, em tới đón Thiên Ngân. Thùy An tới, Thùy An giành con với em. Em không cho thì cô ta đánh em. Em lại bày trò gì nữa đây hả? Em nói anh không có tin em hả? Anh không tin anh hỏi con thử đi. Thiên Ngân à, con nói cho ba con nghe đi Thiên Ngân. Dạ. Mẹ tới trường đón con. Cô An rủ con đi chơi. Mẹ không cho. Cái mẹ, cô An đánh mẹ. Đó, anh thấy chưa? Em biết rồi. Nhưng mà em không có cần anh binh vực gì cho em đâu. Tại vì cô ta có ác cảm với em, nên là cô ta mới hành xử như vậy. Thôi được rồi, để đó anh tính.